gió hướng lên thì thoảng mình ợ hơi một cái là nó hướng lên, có cái gió nó hướng xuống thì mình thoảng một cái người nào xì hơi nó hướng xuống, có cái gió nó ở trong bụng thì thoảng mình sôi ào ào trong bụng, có gió thì nó ở trong ruột, nó ở ngoài bụng trong ruột ấy. Có gió nó ở tứ chi chân tay mình, ở sở dĩ tại sao mình có thể nhấc chân lên đưa đi được, mình có thể chạy được, nhảy được, vung vẩy chân tay được, co duỗi cúi ngước được, mình có thể ngồi đứng lên ngồi xuống được, tất cả những cái đấy đều có cái sự nâng đỡ của gió, có cái sự đưa đẩy của gió. Mình khởi lên một cái ý muốn đi thì tự nhiên trong tâm mình nó sẽ khởi lên một cái gió, một cái sắc cho tâm sinh, trong đó có gió nổi trội thì bắt đầu nó mới đưa cho cái thân này đi. Vậy tất cả những cử động cử chỉ trong thân mình vậy thì nó đều do cái tâm của mình nó phát sinh ra những cái gió như thế, những cái phong như thế. Nên một cái người nào mà mình bị gió nó mạnh quá hay bị trúng gió mình sẽ thấy rất là đau đớn nhức mỏi, mà gió mà mạnh quá nữa mình bị liệt luôn, không thể cử động được nữa.